Hello, good morning. Mến chào cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay là ngày weekend nên con có chút rảnh thời gian nên con tới tổ đình Giác An Pháp Viên Tịnh Xá ở Phế Nô để mà lễ Phật và thăm vườn táo tàu. Thì cả nhà thấy ở đây là khúc này con vừa tới. Thì khu này thì rất là xa nơi những khu nhà ở thì rất là nhiều đất trống có thể làm farm. Thì cả nhà thấy đường này là lối đi vào chùa và bên tay trái là nguyên một nông trại trồng bưởi, trồng táo tàu rất là nhiều trái. Con tới đây để mà quay chia sẻ với cả nhà cùng xem, vì bây giờ ở đây ở Mỹ là mùa táo tàu với mùa bưởi. Những cây trái ở đây được những cô chú với sư trồng thì rất là sai trái. Tới đây một lần để mà trải nghiệm, mình tới lễ Phật xong rồi mình ra thăm vườn táo tàu. Ồ cha, nó nhiều trái dữ lắm. Ở đây nông trại thì có khoảng 100 mấy chục cây táo tàu luôn, mà mỗi cây là cả ngàn trái luôn. Thì con mời cả nhà cùng xem. Dạ thì sau khi chạy khoảng chừng 1-2 phút thì đã vào tới vườn táo tàu. Thì cả nhà thấy đã không? Thì xin mời cả nhà Mến chào cùng cô chú anh con chị tham và các quan vườn bạn. táo tàu Hôm của nay là sáng Pháp thứ Viên bảy Tịnh Pháp. thì con đi tới chùa Pháp Viên Tịnh Pháp ở Phế Nô để xin quay vườn táo tàu. Cả nhà thấy quá trời không? Đẹp không? Chỗ này thì chùa có cho mình du pick táo tàu, nhưng mà đưa mình cái thùng mình muốn đi hái với, rồi xong rồi tới thì có người tính tiền. Cả nhà thấy nguyên vườn táo tàu rất là đẹp không? Wow, táo này chín quá trời luôn, nó nặng quá, nó gãy cành luôn đẹp không? Nặng quá trời, quá trời trái luôn Có thấy mê không? Táo tàu này thì ở chùa mấy sư cô có thu hoạch rồi gửi đi khắp nơi trên nước Mỹ để mà chia sẻ với những Phật tử. Thì mình muốn thì mình tới hái cũng được, hay là mình giúp mua rồi mình tùy hỷ góp bao nhiêu cũng được, hay là mình tới hái thì một thùng để chặt chừng 20-30 đồng thì rất là rẻ. Cả nhà thấy táo tàu mê không? Quá trời luôn. Đã à, mấy táo tàu này ngon lắm á, trái mà mấy trái vậy vậy trái vậy thôi đâu, mình bất thường trái mà ăn thử giòn lắm phi. Đã không, ngọt ngay luôn. Cái này là nguyên cái farm nông trại thôi. Wow. Hả? Cháo rất là đặc ruột, ngọt, giòn. Nếu mà cô chú anh chị nào mà có đi xuống Vĩnh Nô thì hãy ghé chùa. Bây giờ thì có rất nhiều táo tàu để thu hoạch, mình có thể thu hoạch. Mình xin mua, phải không? Nói chung là giống như du pick. Mấy trái này còn non kia. Đã không? Khi cũng có nhiều trái rụng dưới đất hả? Wow, nguyên cái cành này nó gãy nặng quá, nó gãy luôn á. Cả nhà thấy không? Gãy luôn á. Đi. Xâm xái luôn. Đã không? Ở đây thì rộng lớn lắm. Cả nhà coi cái nhánh này à. Táo tàu quá trời luôn thôi.
Con nghĩ là nếu mà mình đi tới này á thì nên đem cái cây hái trái, nó dễ hơn. Mình cầm cái cây á, mình đứng ở dưới mình giật thôi. Chứ táo tàu này nó có gai dữ lắm. Đã không? Nếu mà cả nhà thấy video này hay thì bổ ích thì xin hãy cho con một cái đăng ký kênh, một cái subscribe, một cái share, một cái tương tác hay là chia sẻ video cho, của con cho nhiều người biết đến hơn. Thì con cảm ơn rất nhiều. Và xin chúc cả nhà mình sáng thứ bảy thật nhiều năng lượng và nhiều niềm vui. Thương cả nhà mình nhiều lắm. Wow, quá trời đi. Để con quay cận cảnh nha coi. Ai mà thích cái tàu à, tới đây là mê luôn, không muốn về luôn. Nè cả nhà thấy không? Đó. Đẹp không? Quá trời nhánh. Trái chịu cành luôn à. Wow, để coi. Đẹp không? Cũng có nhiều nhánh chính, nhiều nhánh chưa chín. Thì nhánh này chín quá trời nè. Wow. Đã không? Mệt luôn à. Con nghĩ này thu hoạch chắc bằng máy chứ không thể nào mà hái hết bằng tay được, gịch nhiều quá. Cái này mấy ngàn cây luôn. Các nhà thấy không? Nè. Chùa này có đất rộng lắm nên chùa trồng rất nhiều cây, giống như táo tàu nên trồng bưởi cũng có nữa. Nhưng mà cả nhà thấy ở dưới này là táo tàu rộng rồi thôi. Cái này mà mình tới mình thu hoạch mấy trái, giống như mấy trái này nó chín khô nó tự rụng rồi, cả nhà thấy không? Đây. Cái này làm trà uống cũng được nè. Chín khô rồi, cái này chín cay á. Quá trời. Đây như trái này chín khô thì nó tự rụng ha. Đây trái này chín khô. Đã không? Nếu mà cô chú anh chị nào mà có dịp mà tới Phế Nô mùa này á thì xin hãy ghé chùa để ủng hộ. Dạ xin đi xem thì rất là thoải mái. Tới đây thì nguyên một vườn táo tao luôn. Mình thích thở không khí trong lành của nông trại. Đã không? Quá trời. Cả nhà thấy không? Mê quá. Ở nhà con thì có hai cây táo tao thì cũng mê rồi. Nhưng mà tới đây thì dầm thì mê hơn. Và những trái này là nó chín khô rồi. Mình hái về mình phơi khô làm trà uống, làm hay mình nấu súp, cả nhà thấy đẹp không? Những táo tàu lủng lẳng à, dùm mê luôn, đẹp không? Wow, quá trời luôn, cái nhánh này nặng quá nó gãy cành luôn à. Hello. Táo quá trời, cả nhà thấy đã không? Táo này chín rồi. Cũng còn nhiều trái chưa chín nè, nhưng cành này còn non ha. Wow. Rộng lắm. Chùa có đất rộng nên chùa trồng quá trời giống như farm à. Anh thấy không? Táo tạo à. Okay, mê luôn. Cây nào cây nấy khoảng mấy trăm trái, ngàn trái có.
Đập không? Nhánh nó nặng quá nó gãy ha. Nó gãy cành luôn à. Đây cả nhà thấy mê không? Như cây này thì nhiều trái còn non không? Chưa chín mấy. Đây. Đây, quá trời đây. Đập không? Đây là con quay nguyên cái farm luôn à. Ở đây chùa trồng hôm nay cũng phải ngàn cây cỏ. Mỗi luống vậy chắc nghĩ mấy chục cây luôn. Đập không? Mấy cái cây này cả nhà thấy lớn tuổi lắm mà cái gốc nó bự quá trời thấy không? Như cây này cái gốc rồi. Cây này cũng mấy chục năm rồi, cái gốc rồi. Gốc bự ghê. Cái gốc bự ghê. Bự lắm. Bự như bắp dế vậy. Ở đây thì có cái thang thẳng nè. Đây cũng leo lên hả? À. Leo lên thử cái thang này thử. Quay quay đi. Cái nhà thấy không? Đẹp không? Wow, quá trời luôn. Cái này phải có cái thang như cái đồ hái. Mình hái nó dễ hơn. Đẹp không? Nếu mà cô chú anh chị nào mà có dịp tới Phế Nô, bây giờ chờ tới cuối tháng 9 thì hãy ghé chùa để mà lễ Phật, rồi xong rồi mình thăm chùa, mình ra thăm vườn cây của chùa luôn. Today it's Saturday, September 23rd, I went to Pháp Viên Tịnh Pháp, a Vietnamese temple in Fresno, California, to visit Buddhist temple, to pay Buddhism, to pay the Buddha. So, but this place have a biggest farm where they farm a lot of jubi plant and a lot of variety fruit. So I'm recording and to share with you all. I hope you like it, and please subscribe to my channel to support me. Thank you. What you see right now is jubi fruit that ripening, and this one, this one is very sweet and crunchy, and this is the dry fruit. If you like the fruit, please pay a visit here to see for yourself, and you can take a lot of photo. I hope you enjoy the video, and please help share the video so more people know about this play and my channel. Thank you. Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay là sáng thứ bảy thì còn đi tới chùa Pháp Viên Tịnh Pháp ở Phế Nô lễ Phật xong rồi con ra vườn cây táo tàu quay đây chia sẻ cho cả nhà cùng xem. Thì ở đây thì chùa đất rất là rộng, trồng farm giống như táo tàu với trái bưởi, bưởi tròn rồi bưởi bầu, giống bưởi bù lô thì rất đẹp. Xin cả nhà hãy xem video, nếu mà thấy hay thì xin cả nhà hãy ủng hộ con bằng cách đăng ký kênh.
Con xin chúc cả nhà mình ngày mới thật nhiều năng lượng và nhiều niềm vui. Xin hãy yêu đời, yêu người và giữ gìn sức khỏe. Bye bye. Cả nhà đang coi là khu vườn farm táo tàu của chùa Pháp Viên Tịnh Pháp ở Phenô. Mùa này là mùa nở rộ của táo tàu thì cả nhà thấy rất là mê xí. Cây nào cây nấy cả ngàn trái luôn á. Mong rằng video này nó giúp cho cả nhà có một phút thư giãn, thì xin cả nhà hãy ủng hộ con bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ video cho nhiều người biết đến hơn. Dạ, con xin chúc cả nhà mình ngày mới thật nhiều vui vẻ và nhiều niềm vui. Bye bye. Dạ thì video đã dài thì con cũng mong rằng video này đã giúp ích cho cả nhà coi có những phút giây thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng. Thì xin cả nhà hãy ủng hộ con bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ video của con cho nhiều người biết đến. Con xin cảm ơn. Xin hẹn gặp lại cả nhà vào video kế tiếp. Bye bye.